cái cảnh mà kéo thúng cá chích lên nha các bạn. Nó chạy theo thúng cá chích lên các bạn. Hôm nay mùng 2 thôi mà tinh thần làm việc cũng ăn hái các bạn. Thấy các bạn thấy chưa? Những chuyến đi đánh bắt gần bờ của ghe thúng cá chích đã được lên bờ các bạn. Thấy không? Mùng 2 Tết mà đã ra cuộc sống mưu sinh các bạn. Mới cài thì quá dễ rồi. Lái được lâu năm lắm các bạn. Rồi công suất thêm một chiếc nữa các bạn. Đây ghê không? Đó các bạn ơi. Hôm nay mình chia sẻ với đây cái cảnh lý thúng đánh cá chích gần bờ đó là người lên bên bãi để giữ cá các bạn. Hôm nay là cũng khá nhiều ngư dân đánh bắt gần bờ cá chích lần lượt vào cảng các bạn, về lên bãi để vũ các bạn. Đây cũng nhộn nhịp lắm các bạn, có mấy người đang vũ cá chích nữa các bạn. Máy cày đi kéo lúa cái này nhiều, máy cày này bây giờ phải chế cái này, kéo vào cái thúng cá chích lên nha các bạn. Các bạn xem video hay thì cho mình một like các bạn. Quá đều liền phải không các bạn? À. Nay đa số là lưới thúng cá chích đánh bắt gần bờ nuôi cá các bạn. Máy cày chạy quá đỉnh không các bạn? Mình cứu ghê các bạn. Nói lên tới bãi để vũ cá nha bạn. Mùng 2 Tết rồi mà tinh thần các anh đã hăng hái được cái này rồi. Đang bơi vô để sát xíu nữa là nó sẽ xúc lên các bạn. Nó dữ luôn các bạn. Làm đồ anh ơi, hay quá anh ơi. Quá dữ các bạn. Chúc các bạn xem những video này vui vẻ nha.
mà mấy anh bảo đảm là sẽ trúng cái ngàn quả chích luôn các bạn. Xuống bãi vũ cá an toàn các bạn, khá là đông nha các bạn. Cuộc sống mà mấy cài kéo đúng cái chết tinh các bạn. Cặp cán các bạn, cảnh thú vị các bạn. Cái thủng lên đây lên bãi các bạn. Chích không có chích chuẩn bị vô mà lên bãi đại vũ các bạn. Đó, giờ tắt máy rồi, đang chuẩn bị lên các bạn. Phải chèo vô một khúc nữa các bạn mới có thể lên bờ được các bạn. Đầu nằm cảnh của hàng hái lắm á. Đây các bạn. Các bạn ủng hộ kênh mình để phát triển nha các bạn. Đó, mình sẽ chia sẻ những gì mà liên quan tới biển, mình sẽ chia sẻ với các bạn hết nha. Xíu nữa sẽ lên bài lên Giang sẽ lên bãi đi vũ cá các bạn. Đó, sư phụ đẩy kéo lên xuống, nó qua một chuyên xuống là vô cái máng để kéo lên các bạn nha các bạn. Có thể lại sẵn kéo lên các bạn. Quá dữ không các bạn. Đó. Lên bãi an toàn. Nó cài chạy lực ghê lắm các bạn. Rồi, thấy không? Nhìn quá đẹp mắt các bạn. Về vô anh ơi. Về vô. An toàn. Tiếp tục để kéo những chiếc thúng vũ cá chích lên các bạn. Các bạn. Đó là về
xuống coi. Đó. Đưa hoàn cầu xuống xúc lên các bạn ơi. Cá nhiều rồi cư không à. Đây, cánh năng vũ cá chích các bạn. Đông gương các bạn.